Ui là trời, tin được không? Chỉ từ một cây thước kẽ mà ananas đã có thể hô biến thành những đôi giày. Sự thật là như vậy nè. Từ tháng 1 năm 2022 thì nhà dứa đã cho lên kệ bộ sưu tập mang tên Urbus Ruler với 3 màu sắc độc đáo: Granite Green, Islandic Blue và Silver Pink. Mỗi đôi chỉ từ 590.000 đồng, phù hợp với túi tiền của các bạn trẻ, kể cả các bạn học sinh sinh viên. Ngoài thiết kế độc đáo ra thì bộ ba thước kẽ của bộ sưu tập Urbus Ruler có điểm gì đặc sắc? Cùng GiftFan tìm hiểu qua video này nhé. Let's go. GiftFan.vn là hệ sinh thái thông tin về giày và các thương hiệu giày Việt Nam. Bằng sự tận tâm, chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, đồng hành cùng bạn trên bạn nhẫm chân đi. Điểm chung của cả ba phiên bản này nằm ở phần ý tưởng thiết kế ấn tượng, đó là việc sử dụng hình ảnh chiếc thước kẽ in trên phần đế giày, không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, chi tiết này còn mang nghĩa biểu tượng, giúp bạn đánh dấu lại những hành trình mà mình đã đi qua. Giày có thiết kế cổ thấp, phần upper sử dụng chất liệu canvas, hàng nút sỏi dây và cả dây giày có tông trắng tối giản, nhường chỗ cho chiếc đế chiếm phần spotlight. Ba phiên bản của Urbus Ruler, Granite Green, Islandic Blue và Silver Pink, tuy có cùng một thiết kế nhưng mỗi tông màu lại mang một cá tính khác nhau. Mời các bạn cùng ngắm nghía cận cảnh từng đôi và cảm nhận nha. Đối với phiên bản Granite Green có tông màu xanh dịu dịu, mang nguồn cảm hứng về sắc xanh thiên nhiên, thích hợp cho những chuyến picnic, đi dạo. Đôi Icelandic Blue, thời trang của giới trẻ với sắc tím xanh, xanh tím hợp xu hướng, một item khá hợp concept cho những dịp đi biển hay đơn giản là dạo bước giữa thành phố. Còn cái thước hồng Silver Pink là chân ái, tôn lên sự nữ tính và dịu dàng. Đi chơi, đi hẹn hò, đi du lịch, ở đâu cũng trở thành tâm điểm ánh nhìn. Hiểu được phong cách thiết kế của ba phiên bản này rồi, giờ thì cùng lên đồ xem thử thế nào nha. Lên chân đôi giày Granite Green, bạn có thể hóa thân thành cô gái, chàng trai cổ điển, thanh lịch với những item có tông màu nhẹ nhàng cùng tông màu xanh lá, có thể tùy chọn đồ đậm nhạt để có những outfit lạ mắt. Khi diện đôi Icelandic Blue, bạn có thể thể hiện phong cách basic, năng động với áo thun, quần jean, áo sơ mi, váy trắng có tông màu trung tính như xanh navy, xanh blue pastel cùng với màu trắng sẽ vô cùng hợp cả đấy. Còn ai là tín đồ của màu hồng thì lựa chọn đôi Silver Pink quá chừng hợp lý để có một outfit full hồng từ đầu đến chân mà không quá chói mắt. Váy, yếm, quần short với chất vải cotton jean là một số gợi ý để bạn mix match cùng đôi giày này. Với 3 phiên bản, 3 màu sắc, Urbus Ruler sẽ là người bạn có thể đồng hành và đánh dấu những hành trình khác nhau của bạn. Bạn chọn cây thước kẽ đá xanh granite, xanh tím hay hồng bạc? Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của mình về bộ sưu tập Urbus Ruler cùng GiftFan nhé. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ GiftFan ra thêm các video đánh giá về giày Việt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye! GiftFan.vn là hệ sinh thái thông tin về giày và các thương hiệu giày Việt Nam. Bằng sự tận tâm, chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, đồng hành cùng bạn trên bạn nhẫm chân đi.